Hàng loạt dự án nhà ở gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được giải quyết tách thửa, chuyển nhượng, đăng ký biến động cấp sổ, khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản tại Quảng Nam rơi vào tình thế khó khăn, có nguy cơ phá sản. Tỉnh Quảng Nam đã có những giải pháp tháo gỡ cụ thể nào để giải quyết dứt điểm khó khăn tồn tại kéo dài này? Thông tin chi tiết sẽ có trong chuyên mục Bất động sản an toàn hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bất động sản an toàn phát sóng trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt tồn tại vướng mắc kéo dài liên quan đến chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang tác động đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Từ nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, nhóm các vấn đề tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm đã được các doanh nghiệp tập hợp kiến nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp tháo gỡ, rà soát các quy định hiện hành trên cơ sở của Luật Đất đai 2024. Tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều quy định chồng chéo chưa được giải quyết dứt điểm. Không được giải quyết tách thửa, chuyển nhượng, đăng ký biến động cấp sổ, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản tại Quảng Nam rơi vào tình thế khó khăn, có nguy cơ phá sản. Hiện một số dự án thậm chí đã hoàn thiện hạ tầng và nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, trong số hơn 250 dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn tỉnh, hiện có hàng loạt dự án gặp khó khăn kéo dài liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ bàn giao đất, gia hạn tiến độ, cấp sổ đỏ cho dự án. Trong bối cảnh chung, khi hàng loạt các vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý, có nguyên nhân khách quan vẫn chưa thể tháo gỡ dứt điểm. Nhiều quy định do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành tại nhiều thời điểm khác nhau đã gây nên sự chồng chéo, tạo nút thắt đối với thị trường bất động sản địa phương. Tôi đã đóng 95% và khi chủ tư thông báo tôi đến tiến độ nộp thuế và tôi cũng đã tiến hành nộp thuế, tất nhiên chủ tư thu hộ để nộp hộ. Nhưng khi được cấp sổ thì tôi có đến gặp chủ tư, chủ tư đang nói với vướng mắc ở các tỉnh là các tỉnh chưa cấp được cho chủ tư cái sổ để mà tách sổ ra cho từng hộ gia đình. Đấy là cái vấn đề mà sau đó thì tôi cũng kết hợp cả chủ tư đến làm việc tỉnh thì vừa trao đổi với anh rồi đấy. Tức là nên nhiều khi đến các tỉnh, các phòng ban của tỉnh thì phòng ban xong cũng chỉ để hồ sơ để đấy và cũng chả thấy giải quyết, không có tiến triển gì. Khách hàng đã tiến hành nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận hợp đồng với chủ đầu tư. Chủ đầu tư dự án lại chưa thể hoàn thành nghĩa vụ pháp lý với khách hàng. Bởi căn cứ theo quyết định số 2299 QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, quy định chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến 80% diện tích đất ở đủ điều kiện, 20% diện tích còn lại chỉ được cấp sau khi chủ đầu tư phê duyệt quyết toán dự án và hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan. Đây là tình trạng chung mà một số dự án tại Quảng Nam đang gặp phải, tạo nên nhiều tranh chấp giữa các bên. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đóng băng kéo dài, tỷ lệ 20% diện tích mà chủ đầu tư tạm bị giữ lại được cho là quá lớn, khiến nhà đầu tư khó có thể xoay sở nguồn vốn để triển khai dự án. Nhiều dự án nhà ở đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định nhưng vẫn chưa được giải quyết tách thửa, chuyển nhượng, đăng ký biến động cấp sổ con để bàn giao cho khách hàng. Theo quy định của Luật Đất đai 2013 và thậm chí là bây giờ Luật Đất đai 2024 đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 thì tất cả các quy định đều có cái yêu cầu rằng là khi mà chủ đầu tư hoặc là những người dân mà đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về đất đai á, nghĩa là người ta đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính thì phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ. Không thể là người ta đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính mà chúng ta chỉ vừa cấp 80% quyền sử dụng đất thì nó không đúng với quy định pháp luật đất đai. Do vậy á, một cái văn bản hướng dẫn mang tính hành chính của địa phương thì không được làm trái với các cái quy định của pháp luật. Cái vấn đề thứ hai nữa là Ủy ban tỉnh Quảng Nam thì chúng tôi thấy cần phải điều chỉnh và cũng phải là thực hiện áp dụng theo quy định của pháp luật đất đai để đảm bảo rằng đối với những cái dự án mà cho phép để tách lô ra để là sản phẩm bất động sản để bán thì phải cấp từng lô một cho người, cho chủ đầu tư khi đó mới bán cho người dân một cách hoàn thiện được. Còn nếu như chúng ta mà cấp một cái block tung á, thế thì chắc chắn là không thể mà tách ra từng thửa nhỏ để bán cho người dân được. Người dân không thể mua được một cái block cả bao nhiêu nghìn mét vuông được. Ngày 24 tháng 4 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 3021 UBND-KTN chỉ đạo các sở ban ngành địa phương, đơn vị liên quan về việc giải quyết tách thửa, đăng ký biến động cấp sổ con đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thi công cơ bản hạ tầng kỹ thuật.
Thế nhưng, việc chậm xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất đối với các dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Ngoài ra, việc thiếu quy định chi tiết về điều kiện để cấp sổ block đối với dự án bất động sản cũng gây nhiều khó khăn trong quá trình nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật, tham mưu đề xuất chủ trương của các sở ngành. Với cái tình trạng như Quảng Nam không đền bù được, rồi dẫn tới giao đất từng phần rồi, bây giờ doanh nghiệp nộp tiền vào thì lại chôn chân, là không ra sổ con được, bởi vì đối chiếu các quy định thì còn nhiều cái điều kiện để cấp cái chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng cá nhân liên quan. Thì bây giờ không giải tỏa đền bù hết 100% dự án thì bảo đảm nó sẽ rất khó. Mà tháo gỡ bây giờ thì phải vận dụng pháp luật phù hợp, và tháo gỡ phải có sản phẩm, bởi vì doanh nghiệp đang ở bờ vực cùng cực. Đối với Quảng Nam, gần 300 dự án nó liên quan tới hàng chục ngàn con người liên quan. Đây là một điều nó dẫn tới nếu mà chúng ta ì ạch, trì trệ các dự án nữa thì dẫn tới khiếu nại, khiếu kiện, rồi ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh là cái chuyện hẳn nhiên. Khi vướng mắc này chưa được tháo gỡ thì bất cập khác lại nảy sinh. Doanh nghiệp khó khăn, thậm chí đối diện nguy cơ phá sản là thực tế đang diễn ra. Những vấn đề tồn tại do lịch sử để lại cũng đã được chính quyền tỉnh Quảng Nam xác định, yêu cầu các địa phương tổng hợp, báo cáo theo từng nhóm vấn đề thực tế ở địa phương và nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật để kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết. Xác định khơi thông nguồn lực đất đai, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội đất đai là nhiệm vụ hàng đầu. Thời gian qua, thì thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, các sở ngành đã tập trung rà soát, tổng hợp, tham mưu giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực đất đai. Qua tiếp thu ý kiến phản ánh về các vướng mắc của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Nam đã phân nhóm các vấn đề tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhằm tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều buổi gặp mặt, đối thoại và có nhiều phương án để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế từ cơ chế chính sách ở các cấp trên lẫn địa phương, nên việc tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa đạt hiệu quả nhất định. Do đó, để thực hiện chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã rà soát, tổng hợp, đưa ra giải pháp phân chia từng nhóm dự án với các cấp độ khác nhau để có phương án phù hợp giải quyết cấp sổ. Cụ thể, nhóm 1 là các doanh nghiệp đã hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện hạ tầng. Nhóm 2 là các doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng vướng chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng 1/500 được phê duyệt. Chúng tôi đã triển khai để đề nghị các sở ban ngành địa phương đang rà soát lại toàn bộ các văn bản của tỉnh ban hành, trong đó có cả nghị quyết của Hội đồng nhân dân, cả những quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành để nó đồng thời có hiệu lực cùng với cái luật đất đai, cùng với luật kinh doanh bất động sản. Và chúng tôi đang rà soát vấn đề này để nó có hiệu lực sắp tới. Thì theo cái hướng của luật đất đai và luật bất động sản mới này thì đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Thì chúng tôi sẽ kịp thời điều chỉnh những cái quyết định, những cái văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành cho phù hợp với luật đất đai. Và chúng tôi sẽ rà soát từng dự án cụ thể. Những dự án nào đủ các cái điều kiện theo quy định của luật đất đai 2024 và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 18/2024 này ấy, thì chúng tôi sẽ tiến hành sẽ giao sổ cho doanh nghiệp để người ta có thể tiến hành là giao dịch trên thị trường cũng như là bố trí tái định cư cho người dân mà bị thu hồi đất để giải phóng mặt bằng để thực hiện các cái công trình dự án. Mới đây nhất, tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 6268 UBND-KTN thống nhất chủ trương cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Cục Thuế tỉnh tiếp tục giải quyết thủ tục tách thửa, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng của 14 dự án nhà ở, chủ yếu tập trung tại thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An. Đây là các doanh nghiệp đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành, hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước với phần diện tích được giao và đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận đối với toàn bộ phần quyền sử dụng đất thuộc phần diện tích được giao. Đưa ra các cái nhóm để tháo gỡ cũng là một cái giải pháp. Linh Đồng và Ủy ban tỉnh Quảng Nam cũng phải thực ra đưa ra giải pháp, nhưng cũng phải dựa trên cơ sở là tuân thủ các cái quy định của pháp luật đất đai thôi. Chúng ta phải gom tất cả các cái doanh nghiệp vào một cái hệ quy chiếu rồi đưa ra một số cái quy phạm nó không phù hợp thì cũng ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp làm tốt. Chúng ta tuân thủ các cái luật của đất đai mới được ban hành, luật kinh doanh bất động sản và các cái quy định nghị định hướng dẫn thì chúng ta có thể áp dụng được ngay. Cho nên là nếu phân nhóm như vậy thì cũng tạo ra một cái điều kiện để cho các doanh nghiệp làm tốt rồi họ có thể đưa vào kinh doanh và ổn định cái hoạt động kinh doanh của họ. Để có thể hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024,
Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Trong giai đoạn sắp đến, thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung quyết liệt hơn, cụ thể hơn trong từng dự án, có cái giải pháp cụ thể cho từng cái khó khăn vướng mắc để làm sao đó những cái giải pháp đưa ra nó phải hữu hiệu, nó phải khả thi và đặc biệt là nó phải huy động được cái sự vào cuộc đồng bộ của cái hệ thống chính trị ở các cấp và cái sự chia sẻ đồng hành cùng với các doanh nghiệp. Trên tinh thần như thế thì cũng tập trung rà soát và chỉ đạo những cái giải pháp cụ thể về công tác gia hạn tiến độ của các dự án, rồi điều chỉnh quy hoạch chi tiết, điều chỉnh cái kế hoạch sử dụng đất của các dự án, rồi cho chủ trương tập trung tháo gỡ khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, công tác đền bù hỗ trợ tái định cư cho các dự án. Cùng với đó là các cái đầu công việc như là cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cái dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần, rồi cho chủ trương về cái vấn đề ký quỹ của các dự án phải gia hạn tiến độ để hướng tới cái mục tiêu là các cái công trình dự án đã xây dựng, đã cam kết thì nó đảm bảo đúng tiến độ để mà thu hút cái nguồn lực để phục vụ cho cái xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Nam theo cái quy hoạch 72 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thưa quý vị, sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tỉnh Quảng Nam ưu tiên tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn chung của địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gấp rút điều chỉnh quy hoạch dự án, kế hoạch sử dụng đất, tập trung giải phóng mặt bằng, cấp sổ đỏ cho các dự án đã hoàn thành. Đồng thời, yêu cầu các sở ban ngành căn cứ vào quy định của pháp luật, xem xét giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, phải thực hiện nhanh gọn, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất nhằm giúp cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng đất và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến đây thì chuyên mục Bất động sản an toàn cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.